giữa trung bội tương dạo, so sánh với trung bội chỉ là không thể làm các công đức. Trung bội ba phẩm trước đều tu có công đức. Ngày nay chúng ta không có cách gì làm công đức. Công là gì? Đức là gì? Hai chữ này phải hiểu cho rõ ràng. Tu hành có công phu, quý vị tự nhiên có đức. Ví dụ như chúng ta dùng sự để nói, mọi người sẽ dễ hiểu. Trì giới có công, tam muội là đức. Nhờ giới được định, tam muội là định. Quý vị đạt được tu định có công, khai huệ là đức. Trí huệ khai rồi, ngày nay chúng ta không có công đức. Ngày nay tu là gì? Phước đức. Thời đại Lương Võ Đế, Tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Lương Võ Đế là đại hộ pháp của Phật giáo. Lúc ông làm quốc vương, dùng oai đức của ông kiến lập cho Phật giáo 480 ngôi chùa. Độ người xuất gia, ông làm công đức chủ, tu cúng dường mấy trăm ngàn người. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc gặp Lương Võ Đế. Lương Võ Đế rất đắc ý, trước mặt tổ sư khoe khoang: tôi xây chùa nhiều như vậy, hỗ trì Phật pháp, cúng dường tăng chúng nhiều như vậy. Ông thỉnh giáo tổ sư Đạt Ma: công đức này của tôi lớn hay không? Tổ sư Đạt Ma nói với ông: hoàn toàn không có công đức. Lương Võ Đế nghe mấy câu này rất không vui, tiễn khách, không nói chuyện với tổ sư nữa, liền tiễn ngài ra về, sau này cũng không gặp mặt nữa. Tổ sư Đạt Ma không biết nói chuyện, nhưng tổ sư Đạt Ma là người trung thực. Nếu đổi một chữ là được rồi. Ông hỏi công đức lớn hay không, tổ sư Đạt Ma có thể trả lời: phước đức rất lớn, rất lớn. Ông ta tu là phước đức, không phải là công đức. Công đức và phước đức khác nhau ở chỗ nào? Công đức là tâm thanh tịnh. Lương Võ Đế tâm không thanh tịnh, còn khoe khoang bản thân, phô trương này thuộc phước đức chứ không phải công đức. Công đức là gì? Công đức là lìa tất cả các tướng, tu tất cả thiện pháp. Không chấp tướng là công đức, chấp tướng là phước đức. Điều này chúng ta nên biết. Ông ta còn phô trương trước mặt người khác, đó không phải là phước đức sao? Làm gì có công đức? Đó không phải là công đức. Công đức có thể liễu sanh thoát tử, có thể ra khỏi ba cõi,
phước đức không thể. Phước đức chỉ có thể cảm thọ phước báo nhân thiên. Hoặc là nói phước báo trong năm đường, trong sáu đường trừ địa ngục ra. Cõi súc sanh và ngạ quỷ đều là có phước. Họ hưởng phước trong năm đường. Vậy người hạ bối giảng sanh, chúng ta liền biết tập khí chấp trước, phân biệt của họ rất nặng, cho nên họ không thể làm các công đức. Câu nói này chúng ta nghe rồi nên phải cảnh giác. Trong đời này chúng ta có thể làm được bao nhiêu công đức? Nếu như vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn còn coi trọng được mất, vậy thì công đức không có. Những điều tu được chỉ là thiện pháp, không phải công đức. Nhưng muốn cầu sanh thì giới Tây Phương Cực Lạc, trung bội không có phần, hạ bối có phần. Hạ bối giảng sanh không thành vấn đề.